chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Huyện ta tổ chức lễ đón bằng công nhận Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đạt chuẩn giai đoạn 2009-2015. Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2017 và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6. Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới, xã Cát Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 5 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 5, huyện ủy Tĩnh Gia tổ chức lễ đón bằng công nhận Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đạt chuẩn giai đoạn 2009-2015. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể cấp huyện, cán bộ giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện qua các thời kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc lễ đón nhận. Báo cáo quá trình xây dựng phát triển và kết quả xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đạt chuẩn do đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày tại buổi lễ nhấn mạnh. Thực hiện kế hoạch số 21 KLTU ngày 4 tháng 8 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng toàn diện Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện trong tình hình mới. Quy định số 03 QĐTU ngày 7 tháng 1 năm 2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về xây dựng và công nhận Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện thị thành phố đạt chuẩn giai đoạn 2009-2015. Trong những năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã vượt qua khó khăn thử thách, đổi mới về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, thực hiện tốt việc tổ chức giảng dạy chương trình lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền đạt giới thiệu phổ biến các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên trên địa bàn, liên kết phối hợp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp ủy chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng, tổ chức thông tin thời sự, chính sách khoa học, kỹ thuật cho đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở. Hầu hết cán bộ đảng viên sau khi được đào tạo bồi dưỡng đã vận dụng sáng tạo lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ở cơ quan đơn vị địa phương. Hiện nay, trung tâm có tổng diện tích trên chuẩn là 6.200m², 3 phòng học, 1 hội trường lớn có sức chứa 200 chỗ ngồi, các phòng chức năng, phòng thư viện, phòng ký túc xá cho học viên, bếp ăn tập thể và phòng tập thể thao. Các hội trường phòng học đều có trang thiết bị tương đối hiện đại như hệ thống nghe nhìn, ánh sáng, âm thanh. Công tác quản lý hồ sơ, giáo vụ lưu trữ, sử dụng bảo quản được thực hiện nghiêm túc. Phòng đọc và thư viện với hơn 500 đầu sách cùng nhiều loại báo chí, tạp chí chuyên ngành đảm bảo cho công tác giảng dạy học tập. Với những kết quả đạt được, ngày 27 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công nhận Trung tâm đạt chuẩn giai đoạn 2009-2015. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền và các thế hệ cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã đạt được, nhất là trong quá trình triển khai xây dựng trung tâm đạt chuẩn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Tĩnh Gia cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Tôi đề nghị với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và đề nghị với lãnh đạo của huyện Tĩnh Gia tiếp tục trong thời gian tới, các đồng chí quan tâm thêm một số vấn đề sau. Là đề nghị với cấp ủy chính quyền, các đồng chí quan tâm đến công tác lãnh đạo chỉ đạo, công tác giáo dục lý luận chính trị. Xây dựng trung tâm của chúng ta thực sự là cơ quan chủ lực và trực tiếp giúp cấp ủy chính quyền
làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở, phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các ủy chính quyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể để mà thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị được giao và tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý trung tâm, làm sao để trung tâm chúng ta thực sự trở thành một trung tâm đào tạo bồi dưỡng, không phải chỉ mình lĩnh vực chính trị mà cả về đào tạo bồi dưỡng các cái chỉ thị nghị quyết của trung ương, của tỉnh và cái năng lực quản lý hành chính nhà nước đối với cán bộ cơ sở. Và căn cứ vào quyết định của trung ương ấy, kết luận số 21 và kết luận số 15 của ban thường vụ tỉnh ủy đề nghị các đồng chí là nghiên cứu xây dựng cái quy hoạch bố trí sắp xếp và đào tạo cán bộ cho trung tâm. Và trong cái điều kiện chung ấy, thì đề nghị các ủy chính quyền là cần có những cái chính sách hỗ trợ đối với người học, đối với người dạy để họ yên tâm công tác và người học sẽ học tốt hơn, chỉ đạo trung tâm làm tốt hơn nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất. Tại buổi lễ, thay mặt ban chấp hành đảng bộ huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Bí thư huyện ủy đã tặng trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện bức chướng mang dòng chữ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tĩnh Gia tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa quê hương. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 5 tại khu du lịch biển Hải Hòa, Đoàn Thanh niên Thanh Hóa phối hợp cùng với huyện đoàn Tĩnh Gia tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 và chiến dịch Hãy làm sạch biển năm 2017. Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh, có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các lãnh đạo sở, ban ngành cấp tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy và lãnh đạo các phòng ban Ủy ban Nhân dân huyện cùng hơn 1.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017 hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và chiến dịch Hãy làm sạch biển năm 2017 nhằm tuyên truyền và động viên đoàn viên thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Kêu gọi đoàn viên thanh niên tiếp tục là tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội trong bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, đặc biệt là môi trường biển bằng những hành động cụ thể thiết thực nhằm xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017, Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và chiến dịch Hãy làm sạch biển trong thời gian tới, huyện đoàn Tĩnh Gia tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên và người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường, duy trì thường xuyên các hoạt động tình nguyện làm sạch biển, góp phần giữ gìn, xây dựng môi trường biển nói chung, môi trường khu du lịch biển Hải Hòa nói riêng luôn xanh sạch đẹp. Tại buổi lễ, huyện đoàn Tĩnh Gia, Ban Liên lạc Sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội đã tặng 30 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể, các đơn vị tổ chức tốt cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Thanh Hóa với vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, tặng giấy khen cho các em học sinh đạt kết quả cao trong cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Thanh Hóa với vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Sau tiếng trống phát động hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và chiến dịch Hãy làm sạch biển năm 2017 của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền, các đại biểu và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã tiến hành dọn vệ sinh môi trường biển, thu gom rác, làm sạch bãi biển Hải Hòa. Xã Tân Trường có tổng diện tích đất tự nhiên là 3.729 ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 1.913 ha. Thực bì trong rừng trồng là những cành khô lá rụng và thảm tươi, chủ yếu là cây bụi dày đặc có khối lượng vật liệu cháy, tính khoảng 1-2 tấn trên 1 hectare. Mật độ cây trồng còn dày, nhiều khu rừng còn chưa được tỉa thưa, vì vậy nguy cơ cháy rừng là rất cao. Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt trong mùa nắng nóng, ngay từ những ngày đầu năm, xã đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các chủ rừng, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy rừng.
tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao nhận thức, vai trò của nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần, y tế chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các khu rừng trọng điểm cháy để chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm soát lửa gần rừng nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Tân Trường là một xã miền núi, thì diện tích tự nhiên chủ yếu là đất rừng. Tổng diện tích đất rừng của Tân Trường là 2.069 hecta trên diện tích tự nhiên là 3.800. Vì vậy cái công tác quy hoạch phát triển rừng đấy là một là cái định hướng phát triển kinh tế của địa phương. Vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy đối với địa phương hàng năm luôn được quan tâm và chỉ đạo. Thì khi có các cái tình huống xử lý về cháy rừng thì đối với địa phương thì chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo và luôn có hai cái lực lượng để huy động ngay được, một là cái lực lượng dân quân tự vệ hơn 20 đồng chí, thứ hai là đoàn thanh niên thì 15 đồng chí, nên là khi có cháy rừng thì chúng tôi huy động cái lực lượng tại chỗ là ít nhất là khoảng trên 30 đồng chí để phục vụ cho cái công tác phòng cháy chữa cháy. Và khi có cháy rừng thì chúng tôi đối với địa phương là có cái diện tích đất rừng lớn nên cái việc cháy rừng thì chúng tôi xử lý là phát na quang để vây lửa, không cho lửa lan sang các cái khu vực lân cận, và sau đó dùng các cái biện pháp thủ công cũng như là các cái cơ giới để thực hiện cái việc dập cháy rừng. Riêng cái rừng của Tân Trường thì được người dân quan tâm cho nên là 2 năm nay thì không có vụ cháy rừng nào xảy ra, chỉ có những năm 2014 về trước, còn 2 năm nay thì chúng tôi dừng dân liên tục trồng các cái loại cây phục vụ cho các cái sản phẩm về nông nghiệp nên là rừng được khép kín và không có cháy rừng xảy ra trong 2 năm. Thưa quý vị và các bạn, Các Sơn là xã thuộc vùng bán sơn địa, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn so với mặt bằng chung trong toàn huyện. Những năm qua, dưới ánh sáng nghị quyết của Đảng bộ các cấp về mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Các Sơn không ngừng nỗ lực cố gắng đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng phát triển khởi sắc. Phấn đấu đến cuối năm 2017, đầu năm 2018, Các Sơn sẽ trở thành xã nông thôn mới. Thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm chủ hưởng thụ, sau 6 năm triển khai sáng tạo nghị quyết Đảng bộ các cấp về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Các Sơn đã hoàn thành được 14 tiêu chí. Trong đó có nhiều tiêu chí mang tính chất đột phá đối với một xã thuần nông như đường giao thông nông thôn, trường học, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ việc làm thường xuyên, đường điện, môi trường, an ninh trật tự, xã hội, nhất là tiêu chí về đường giao thông nông thôn. Với việc huy động tích cực sự đóng góp của nhân dân trên cơ sở tự nguyện phân bổ theo nhân khẩu trong độ tuổi lao động của từng thôn xóm, sự hoạch định của Ủy ban nhân dân xã và hỗ trợ một phần kinh phí của huyện tỉnh, xã Các Sơn đã làm mới được 27 km đường giao thông, đảm bảo thiết chế bê tông hóa 95% đường làng ngõ xóm. Tuy nhiên, để phấn đấu được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới theo định hướng của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, thì xã Các Sơn còn gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành những tiêu chí còn lại, đó là trường học, thiết chế văn hóa cơ sở, hộ nghèo và chợ nông thôn. Từ nguồn vốn đối ứng, hiện nay xã Các Sơn đang tiến hành xây dựng nhà đa năng, cải tạo khuôn viên trường tiểu học Các Sơn A và xây mới nhà hiệu bộ của trường trung học cơ sở Các Sơn vào dịp hè, hoàn thành hồ sơ vào một số hạng mục để công nhận trạm y tế đạt chuẩn Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, khảo sát và lựa chọn nhà thầu để tiến hành chuyển đổi mô hình chợ. Với những kết quả đạt được trên chặng đường xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế, xã hội trên quê hương Các Sơn. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ ngày càng phong phú đa dạng. Ruộng đồng ô thửa lớn mang về những mùa bội thu, môi trường xanh sạch đẹp tạo nên một sức sống mới, một diện mạo mới trên từng đường làng ngõ xóm. Đó là động lực cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Các Sơn tiếp tục đoàn kết, cố gắng nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại để được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm 2017, đầu năm 2018. Thưa quý vị và các bạn,
với mục tiêu đem lại cho người tiêu dùng những sản phẩm điện máy chất lượng. Tháng 1 năm 2017, hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt đã chính thức khai trương chi nhánh tại Tĩnh Gia, tạo ra một phong cách mua sắm hoàn toàn mới với người dân trên địa bàn huyện thông qua cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tới người tiêu dùng. MediaMarkt Tĩnh Gia nằm trong hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt toàn quốc, tọa lạc bên tuyến quốc lộ 1A, thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, cách bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia 50m. Media mang đến cho người tiêu dùng nơi đây cơ hội tiếp cận mô hình phân phối, bán lẻ điện máy hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, với không gian trưng bày và trải nghiệm mở, không gian mua sắm hiện đại giá cả hợp lý, tiêu chuẩn quốc tế, với hơn 20.000 mặt hàng chính hãng đa dạng phong phú. Ngay sau khi khai trương, MediaMarkt đã đón hàng trăm lượt khách tham quan và mua sắm mỗi ngày. Khách hàng như chúng tôi đến đây cảm thấy mua giá rất rẻ và nhiều mặt hàng coi như là tốt. Trước đây cứ phải đi thành phố với các thứ siêu thị nơi khác, nhưng mà bây giờ về đến đây đủ thứ mặt hàng. Nhân viên phục vụ tận tình và mua các mặt hàng sẽ được bảo hành uy tín, chất lượng hơn. Tôi đi nhiều nơi tôi thấy đến đây là hài lòng với các mặt hàng giá cả. Với phương châm luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng, đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, tận tình chu đáo, khi đến với MediaMarkt, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc do tất cả các sản phẩm bày bán đều là các thương hiệu hàng đầu thế giới như Sony, Samsung, LG, Toshiba, Panasonic, Nokia, Apple. Nhân dịp này, MediaMarkt mang đến chuỗi chương trình hè giá sốc, cơn lốc quà tặng với hàng ngàn sản phẩm đại hạ giá lên đến 50%. TV LED 32 inch giá cực sốc chỉ 3.990.000 đồng. Điều hòa 1 chiều 9.000 BTU Inverter rẻ như điều hòa thường chỉ 6.490.000 đồng, tặng thêm quà. Mua điều hòa nhận thêm 7 ưu đãi khủng trị giá đến 1.490.000 đồng. Tủ lạnh hai cửa 2301 Electrolux giảm 22% giá thanh toán thẻ Vietinbank chỉ 4.740.000 đồng. Máy giặt lồng ngang 7kg rẻ như lồng đứng giá chỉ 3.990.000 đồng. Quạt máy sinh tố nồi cơm điện giảm 49%, giá chỉ từ 199.000 đồng. Mua máy làm mát không khí, tặng cây lau nhà đa năng, trị giá 490.000 đồng. Quạt điều hòa Kangaroo giảm 32%, chỉ còn 3.990.000 đồng, tặng thêm quà. Laptop IdeaPack 310 Core i3 RAM 4GB, giá sau khuyến mại chỉ từ 7.990.000 đồng. Lenovo Papulut, màn hình cực lớn 6.8 inch, giảm 43%, giá cực sốc 3.988.000 đồng, tặng quạt lửng Senko cao cấp. Oppo F3 chuyên gia selfie kép, giá cực sốc 7.490.000 đồng, tặng tai nghe Bluetooth. Sở hữu siêu phẩm Samsung Galaxy S8, S8 Plus, nhận ngay bộ quà đến 3 triệu. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, giá chỉ từ 39.000 đồng. Nhằm mang lại giá trị gia tăng tối đa cho người tiêu dùng, MediaMarkt thực hiện chính sách đổi trả hàng lên đến 45 ngày, tài trợ trả góp lãi suất 0%, miễn phí vận chuyển toàn miền Bắc. Để đáp ứng tốt cái nhu cầu mua sắm về mặt hàng điện máy của người dân địa phương tại huyện Tĩnh Gia, thì từ tháng 1 năm 2017 thì hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt có mở thêm một chi nhánh tại thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, với hơn 20.000 mặt hàng được bày bán tại siêu thị. Thì chi nhánh siêu thị điện máy MediaMarkt về cơ bản là đáp ứng được cái nhu cầu mua sắm cho người dân địa phương. Cùng với tất bên siêu thị điện máy thì cũng cam kết với tất cả các cái hãng lớn, các cái nhà cung cấp lớn để cung cấp các mặt hàng chính hãng như là Sony, Samsung. Về các cái gian hàng mùa hè thì có những cái gian hàng như là về Daikin, Pana. Đây là những cái mặt hàng mà về cơ bản là MediaMarkt cam kết về giá cả hợp lý, với phương châm phục vụ khách hàng là luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng. Thì chúng tôi luôn luôn đưa ra các chương trình khuyến mại giá sốc, với phương châm mang lại cái sự tiện lợi cho khách hàng khi mua sắm siêu thị điện máy MediaMarkt tại ngay địa phương. Thì bên MediaMarkt cũng cam kết với khách hàng về cái chế độ bảo hành chính hãng nhanh nhất có thể, vận chuyển miễn phí lắp đặt.
Sự ra đời của MediaMarkt Tĩnh Gia không chỉ mang đến cơ hội việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo nên diện mạo mới mẻ, năng động và hiện đại cho thị trường bán lẻ của huyện Tĩnh Gia. Chi tiết tại Thế giới Điện Máy.com. Hệ thống Thế giới Điện Máy MediaMarkt Tĩnh Gia rất hân hạnh phục vụ quý khách. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 5, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện, trên cơ sở bám sát kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông và trật tự công cộng, đã tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và lập biên bản 52 trường hợp vi phạm luật khi tham gia giao thông, ra quyết định xử phạt hành chính 38 trường hợp, tước giấy phép lái xe 2 tháng 4 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước 16 triệu đồng. Những ngày qua, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn giao thông. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm luật khi tham gia giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự công cộng, tiếp tục nhân rộng hai mô hình ngã tư bình yên và xe đạp loa lưu động. Chương trình truyền hình Tĩnh Gia hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.